Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có tên là Nguyễn Văn Đạt. Ông sinh tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông sinh vào ngày 6 tháng 4 năm 1491, năm Tân Hợi, niên hiệu Hồng Đức thứ 22 dưới triều Lê Thánh Tông, ở thời kỳ được coi là thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ. Ông sinh ra trong gia đình không có gì ngoài điều kiện. Cha của ông là giám sinh Nguyễn Văn Định, đạo hiệu là Cù Xuyên, nổi tiếng hay chữ. Mẹ là con út của quan tiến sĩ Thượng Thư Bộ. Vì vậy, Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và tinh thần. Hầu hết những nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Bỉnh Khiêm đều ghi nhận ảnh hưởng lớn của bên họ ngoại trong việc hình thành nhân cách cũng như tài năng của ông. Giai thoại về Nguyễn Bỉnh Khiêm gắn liền với giai thoại về người mẹ của ông. Dạo ấy, bà là người phụ nữ có bản lĩnh khác thường, học rộng biết nhiều lại giỏi tướng số. Bà đã biết trước rằng khoảng 40 năm sau, nhà Lê sẽ suy yếu. Nên bà muốn chọn một người chồng tài giỏi để sinh ra người con mà sau này sẽ làm thiên tử. Khổ nỗi kén mãi không gặp người nào vừa ý. Đến năm ngoài 30 tuổi, vẫn chưa có ai, nên bà phải nghe lời cha, lấy ông Nguyễn Văn Định, học trò Quốc Tử Giám làm chồng. Dù bà chưa lấy được người trong ưng ý, nhưng mộng lớn của bà là sẽ sinh ra đứa con làm thiên tử, chứ không chịu làm công hầu. Vì thế, hôm động phòng hoa chúc, bà cắm chiếc đũa ở ngoài sân và dặn chồng. Khi bóng trăng đến chiếc đũa, ông mới được nhập phòng. Nhưng, người chồng đợi trăng lên lâu quá, nên ông làm liều đẩy cửa bước vào. Bà trách mắng, ông vội vàng như thế, con cái sau này chỉ làm đến tứ trụ, hoặc đỗ trạng nguyên là cùng, chứ không thể làm được hoàng đế. Nguyễn Bỉnh Khiêm từ khi sinh ra, thông minh khác thường, chưa đến một tuổi đã nói vanh vách. Nhưng một hôm, bà đưa con về quê, dọc đường gặp một thầy tướng Trung Hoa. Sau khi liếc nhìn dung mạo của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy tướng buộc miệng khen, tướng mạo của thằng bé này không phải tầm thường, nhưng vì nước da hơi thô nên chỉ làm đến trạng nguyên thôi. Dù bà đã đoán biết trước, nhưng bà cũng rất buồn, phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Khi Nguyễn Bỉnh Khiêm đến tuổi trưởng thành, có một người là Lương Đắc Bằng, nổi danh trong giới sĩ phu đương thời. Trước đó, Lương Đắc Bằng từng là một đại thần giữ chức thượng thư dưới triều Lê. Ông đã dâng vua kế sách nhằm ổn định triều chính, nhưng không được vua Lê cho thi hành. Bất mãn, Lương Đắc Bằng đã cáo quan về quê sống đời dạy học. Thấy vậy, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cất công tìm thầy Bằng để tầm sư học đạo. Vốn sáng dạ lại chăm chỉ học hành, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhanh chóng trở thành học trò xuất sắc. Về sau, khi người thầy sắp qua đời, thầy bèn gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm lại, trao cho ông một bộ sách quý. Thầy cho con cuốn sách quý này, vì chỉ có con mới có thể hiểu được nó. Lúc thầy đi sứ qua tàu, có gặp một cụ già dị nhân trao cho thầy và nói, ta không cho nhà ngươi, mà nhờ ngươi đem về giao cho một người An Nam. Thầy đã hỏi tên người đó, nhưng cụ già bảo, không cần, chừng nào trong tâm linh nhà ngươi muốn cho ai là người ấy được phần. Thầy Lương Đắc Bằng đã giao lại cho đúng người. Đồng thời thầy cũng ủy thác người con trai ông là Lương Hữu Khánh giao cho Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ. Sau đó cụ Bằng nhắm mắt mãn nguyện. Bộ sách ấy chính là cuốn Thái Ất Thần Kinh. Một thời gian sau, đúng như mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên đoán từ trước, năm biến loạn cuối đời Lê Sơ đã đến. Giai đoạn này triều Lê Sơ rơi vào khủng hoảng, suy tàn. Do Nguyễn Bỉnh Khiêm không muốn đi lại vết xe cũ của người thầy Lương Đắc Bằng, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bỏ qua tới 9 kỳ thi đại khoa. Ngay cả khi nhà Mạc lên thay nhà Lê, xã hội dần đi vào ổn định, nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không ứng thí. Mãi tới năm thứ 6 đời Mạc, do vua Thái Tông ngự trị, ông mới quyết định đi thi. Ông đậu ngay trạng nguyên, nhưng do ông đã bỏ thi nhiều năm, nên khi ông đỗ trạng, lúc ấy ông đã 45 tuổi. Ngay sau khi đỗ đạt, ông được bổ nhiệm làm các việc soạn thảo, sửa chữa các văn thư của triều đình, sau đó là tả thị lang bộ hình, tả thị lang bộ lại kiêm, đông đại học sĩ. Vào năm 1540, một biến cố lớn là vua Mạc Thái Tông qua đời. Lúc này Mạc Hiến Tông còn ít tuổi, đã lên thay vua cha, nhưng chưa đủ năng lực điều hành chính sự, làm triều chính lộn xộn, chia bè kết phái. Khi Nguyễn Bỉnh Khiêm biết được những gian thần tạo phản, ông đã dâng sớ trị tội 18 lộng thần, nhưng không được vua chấp thuận. Bởi vậy, ông xin về quê ở Trí Sĩ cũng đã theo vết xe đổ của thầy mình ngày xưa. Sau 2 năm về Trí Sĩ, vua Mạc lại phong cho ông là Trình Tuyền Hầu, sau lại thăng ông lên chức Thượng Thư Bộ lại, Thái Phó và Quốc Công. Do vậy mà dân gian gọi ông là Trạng Trình. Gần 20 năm từ năm 53 tuổi tới 73, Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy không ở hẳn Kinh Đô nhưng vẫn cán đáng nhiều việc triều chính. Ông có mặt những lúc quan trọng như việc bàn về quốc sự hoặc lúc theo hộ giá nhà vua đi dẹp loạn. Do tài cán ông có thừa nên vua Mạc tôn kính ông như bậc quân sư. Đến năm 73 tuổi, ông mới chính thức treo ấn từ quan. Về quê ông tích cực xây chùa, mở trường học, ông cho dựng am Bạch Vân, làm cầu nghênh đường cho dân qua lại thuận tiện.
Vì vậy tất cả người dân xin tôn ông là Tuyết Giang Phu Tử. Năm 1585, ông lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, ông còn dâng sớ lên vua Mạc. Thần tính độ số, thấy vận nước nhà đã suy, vận nhà Lê đến hồi tái tạo, ý trời đã định, sức người khó theo. Xong, ông cũng khuyên rằng, xin nhà vua hết lòng tu nhân phát chính, lấy dân làm gốc, lấy nước làm trọng, trong sửa sang văn trị, ngoài chuyên cần võ công, may ra giữ được cơ nghiệp tổ tiên, thì thần chết cũng được thỏa lòng. Ngày 28 tháng 11 năm Ất Dậu, ông tạ thế tại quê nhà ở tuổi 95. Đây là tuổi thọ hiếm có đương thời. Khi ông mất, bá quan văn võ về dự lễ tang của ông rất đông. Vua Mạc xuống chiếu cấp ruộng đất hàng trăm mẫu, đồng thời cấp 3.000 quan tiền để lập đền thờ ông tại quê nhà. Đích thân vua đề chữ lên biển, gắn trước đền thờ là Mạc Triều, Trạng Nguyên, Tể Tướng Từ. Giai thoại về chiếc quạt. Lúc sinh thời, cụ Trạng đã từng kiểm chứng về khả năng tiên tri của mình. Ông tự lấy số tử vi cho cái quạt giấy mà ông luôn mang theo bên mình. Cụ đoán ra cái ngày chết của nó, rồi cẩn thận theo dõi kết quả để xem mình đoán đúng hay là sai. Tất cả những việc làm ấy, cụ đều bí mật không cho một ai hay. Cụ phân vân nghĩ, nếu để dùng, lâu ngày nó sẽ rách hoặc thất lạc đi. Cái đó là sự bình thường. Mọi việc đều do nơi tiền định, không ai có thể ngăn cản được. Vậy thì ta hãy cất nó đi xem nó thế nào, xem nó có chết thật hay không. Nghĩ vậy, cụ niêm phong cây quạt và treo ngay trên chỗ đầu giường. Hôm ấy từ sáng đến chiều, cụ ở nhà cả ngày để xem cây quạt chết ra sao. Thỉnh thoảng cụ lại ngắm nghía và phủi những hạt bụi bám xung quanh cây quạt. Trưa hôm ấy, người cháu đến thỉnh ông bà Trạng có việc cần mời lại nhà chơi. Sau bao nhiêu lần cụ Trạng cũng từ chối không đi. Anh ta nghĩ cho cụ giận mình, người cháu đến than thở, nói với bà Trạng, mong nhờ bà đốc cụ đi dùm cho, vì không có ông, công việc anh không thành. Bà Trạng từ sáng đã ngứa mắt, thấy cụ cứ chốc chốc lại phủi bụi cho cây quạt. Bà cũng lên đốc cụ Trạng đi sang cho nhà cháu. Cụ Trạng vẫn một mực không đi. Bực mình, bà Trạng liền la lối ỏm tỏi. Ông ở nhà làm gì, con cháu đã mời mấy lần mà ông không chịu sang. Tôi mua quạt về dùng, đâu phải để ông cất đi, làm đầy tớ mà phủi bụi cho nó. Vừa la lối bà Trạng vừa nhảy lên với lấy cây quạt, xé tan nát thành từng mảnh. Thấy vậy, cụ Trạng cười nói, đúng thật ta tưởng nó chết thế nào, thì ra là vậy. Bà Trạng cũng không biết ý cụ nói thế là làm sao. Sau đó cụ Trạng mới chỉnh tề khăn áo đi sang nhà người cháu và kể lại đầu đuôi câu chuyện với mọi người. Ai nấy cũng đều phục cụ là tiên tri. Giai thoại cứu người đổ nhà. Tương truyền trước lúc mất, cụ Trạng có giao cho con cháu một ống tre sơn son thếch vàng, bịt kín hai đầu và dặn rằng đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan. Cụ Trạng còn dặn thêm là tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn, trừ quan tổng đốc ra, không ai được mở ống. Về sau ông mất, con cháu ông nghèo đói thê thảm, kéo dài rất lâu. Nhưng mọi người đều nhớ lời ông dặn. Đến đúng thời gian ông dặn dò, con cháu lấy cái ống tre ấy ra, rồi dùng kiệu đưa ống tre lên dinh quan tổng đốc. Lúc này quan đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp. Quan tổng đốc rất ngạc nhiên, không biết vì cớ gì, nên truyền cho vào. Đồng thời quan ngồi dậy để đi ra cửa. Quan tổng đốc vừa bước khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng ầm một cái, chiếc xà nhà bằng gỗ nặng rơi ngay xuống chỗ giường ông vừa nằm. Mừng hú vía, nghĩ mình may mắn nên thoát chết. Ông nhận được ống tre của con cháu cụ Trạng, mở ra xem, thấy bên trong có một cuộn giấy đề hai câu thơ: ngã giải nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần. Nghĩa là cứu ngươi thoát nạn đổ nhà, ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo đói. Quan tổng đốc giật mình vì biết rằng Trạng Trình đã cứu mạng mình. Vị quan nghe lời cụ, ông đã mời con cháu về tư thất, thiết đãi cơm rượu, rồi đưa một số tiền ra giúp đỡ. Giai thoại thánh nhân mắt mù. Kể rằng, sinh thời, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm kêu con cháu lại và dặn dò rằng, bình sinh ta có một tấm bia đá sẵn và đã sơn kín. Khi ta nhắm mắt rồi, các ngươi phải nhớ, khi hạ quan tài xuống phải để tấm bia ấy lên nắp quan tài, rồi hãy lấp đất sau. Hễ có người lạ đến viếng mộ ta mà nói rằng thánh nhân mắt mù thì phải lập tức mời người ấy về nhà mình và sau đó yêu cầu họ đặt hướng mộ lại cho ta. Nhớ rằng khi chuyện chưa xảy ra, nhớ không được cãi cát. Nếu trái lời, dòng dõi về sau sẽ lụng bại. 50 năm sau khi ông mất, có thầy Tàu nổi tiếng ở Trung Hoa, nghe danh cụ Trạng nên thầy Tàu đã không ngại quãng đường xa xôi, lặn lội sang tận nơi thăm viếng mộ cụ Trạng. Ông thầy Tàu địa lý đến nơi, thấy ngôi mộ đặt đúng vào huyệt đất tốt, nhưng huyệt phát ở đằng chân mà mộ lại bị đặt ngược. Cho là Trạng Trình cũng chỉ có danh mà không có thực. Ông thầy Tàu mới tự đắc bảo,
cái huyệt ở đàn chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự xây mộ thế này. Vậy mà gọi là thánh nhân, có mà thánh nhân mắt mù. Lúc này người trong nhà nghe được, về nói lại với ông trưởng tộc. Ông ta liền cho mời người Tàu kia về nhà, xin ông cho xoay lại hướng ngôi mộ. Khi được đề nghị như vậy, ông ta cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình, lấy làm tự đắc. Thầy Tàu bảo với người nhà rằng không cần đem đi đâu xa, chỉ đào lên rồi xoay lại một chút là được. Người nhà cho làm theo ông thầy Tàu. Đến khi tấm bia đá được đào lên, ông thầy Tàu mới thấy mấy dòng chữ: Ngũ thập niên liền mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quay túc, hậu sinh nhĩ bối há năng tri, hà vị thánh nhân vô nhĩ mục. Có nghĩa là ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dân đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Đọc xong, ông thầy Tàu sợ toát mồ hôi hột, vải cả mồ hôi trộn, tâm phục khẩu phục Trạng Trình. Giai thoại thành Trứ phá đền. Lại có chuyện kể rằng, năm Minh Mạng thứ 14, theo lệnh vua, Nguyễn Công Trứ phải đến vùng Hải Dương để khai khẩn đất hoang. Vấn đề là cần phải đào con sông, nhưng con sông lại ngay mộ cụ Trạng. Nguyễn Công Trứ bèn ra lệnh phá đền để đào sông. Trước khi phá, ông cho người vào trong đền, thu dọn và mang bát hương ra. Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vải điều. Sau khi lau sạch, tấm bia lộ ra dòng chữ: Minh Mạng thập tứ, thành Trứ phá đền phải làm đền, nào ai đụng đến ngành điền nhà bay. Đọc xong, Nguyễn Công Trứ thất kinh bát đảo, hồn vía lên mây. Nên chẳng những bãi bỏ lệnh phá đền, mà còn cho sửa sang lại khang trang hơn nữa. Giai thoại cha con thằng Khả. Sau khi Trạng mất, một hôm có cha con thằng Khả đi bắt chuột ở bên ngôi mộ cụ, vô ý làm đổ tấm bia trên mộ. Dân làng thấy thế, bắt về đình, rồi phạt 3 quan tiền. Tấm bia đổ xuống thấy có hàng chữ ở phía sau: Cha con thằng Khả, đánh ngã bia tao. Làng xóm xôn xao, bắt đền tam quán. Cha con thằng Khả lúc này khóc lóc, chạy đi kiếm mãi cũng chỉ được có một quan tám, nhưng dân làng không chịu. Nhà nó cãi lại rằng: Cha con tôi lỡ lầm, nên cụ Trạng nói phạt tam quán, nghĩa là quan tám, chứ đâu phải tam quan đâu. Cụ đã biết trước, cha con tôi chạy được có như thế, như vậy là đúng rồi còn gì nữa, không tin các quan cứ đi xin quẻ cụ. Vì túng thế, cha con thằng Khả cãi liều như vậy. Dân làng nghe cũng có lý, nên đến mộ cụ xin quẻ đồng tiền âm dương, thì quả như vậy thật. Cứ xin 3 quan và tung đồng tiền, mà 2 lần vẫn cứ sấp cả hoặc ngửa cả. Chỉ tới khi khấn là quan tám mới được đồng sấp, đồng ngửa. Mọi người lại càng tin phục cụ Trạng và bắt đền cha con thằng Khả một quan tám. Giai thoại thay ma chết rồi. Ở quê ông có một người học trò nghèo tên là Bùi Sinh. Do quá nghèo nên đến hỏi cụ Trạng về kế làm giàu. Ông hỏi năm, tháng, ngày, giờ sinh của anh ta rồi bảo: Sáng mai, đúng vào giờ dần anh cứ ra chỗ bờ sông mà đón. Hề gặp cái gì, dù dơ bẩn thế nào cũng vớt lên, anh sẽ giàu đấy. Theo lời dặn, anh ta ra ngồi ở mé sông để đợi. Vừa lúc đó, trời đổ mưa xuống như trút nước. Anh ta nản chí, định quay về, nhưng kiên nhẫn xem lời cụ Trạng nói có đúng không. Ngồi chờ mãi, bỗng từ xa, một thây người chết theo sóng tạt vào bờ, ngay trước mặt anh ta. Nghe lời cụ Trạng, gặp gì vớt nấy. Nên mặc dù cái thây người đang thời kỳ phân hủy, anh vẫn cố gắng vớt lên. Khi đem được thây người lên bờ, trời bỗng tạnh mưa. Nghĩ là điềm lành, anh ta xem lại đó là xác một người con gái. Nhìn phục trang thì của người Trung Hoa, trên người đem theo rất nhiều ngọc ngà châu báu và vàng bạc. Bùi Sinh liền lấy lại số của cải đó và chôn cất người con gái xấu số một cách cẩn thận. Trên đường trở về, anh phục tài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vô cùng. Khoảng 15 ngày sau, có thông cáo rằng có một công chúa đi thuyền chơi ở Nam Hải. Không may thuyền bị bão đánh, tất cả mọi người trên thuyền đều chết hết, không biết thi thể công chúa trôi dạt đến đâu. Nếu người dân An Nam nào vớt được xác, hãy báo sang Thiên Triều, sẽ được trọng thưởng. Thế là Bùi Sinh được thưởng không biết bao nhiêu tiền của. Từ một anh học trò nghèo không còn mùng tơi để rớt, nhưng nay anh ta bỗng trở nên đổi đời giàu có nhất vùng. Giai thoại quận công cả làng. Thời bấy giờ, dân miền Vĩnh Lại, quê hương Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiếu học và trọng khoa cử, nhưng đỗ đạt lại ít. Trong khi các vùng xung quanh phát tích không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Trước thực trạng đó, dân Vĩnh Lại, nghĩ lấy, làm tức, các sĩ tử bèn rủ nhau đến hỏi Trạng Trình. Nhưng cụ Trạng không trả lời, chỉ bảo thiên cơ bất khả lộ. Thấy mọi người có vẻ không hài lòng, cụ Trạng bèn làm một con ngựa đá, để ở bên này bờ sông Vĩnh Lại. Trên lưng ngựa, ông cho khắc 2 câu thơ bằng chữ nho, như sau: Hà thời, thạch mã độ giang, thứ thời Vĩnh Lại, nghênh ngang công hầu. Nghĩa là, bao giờ ngựa đá sang sông, thì dân Vĩnh Lại, quận công cả làng. Ngày tháng trôi qua, con sông Vĩnh Lại mỗi ngày, đất bồi sang bên kia.
dần dần đến cuối đời Hậu Lê, con ngựa đá không biết chạy nhưng lại sang sông được. Dân làng Vĩnh lại chờ đón tin mừng, đi đâu cũng thấy bàn tán, từ bà bán cá đến bà bán rau, về chuyện nóng hổi là con ngựa đá ở bờ sông Vĩnh Lại. Gái mới lớn khắp nơi thi nhau về làng Vĩnh Lại làm dâu trong làng, mong sau này có thể trở thành bà này, bà nọ. Giai đoạn ấy là cuộc chiến giữa Tây Sơn và chú Nguyễn. Nguyễn Hữu Chỉnh ra mặt chống lại Tây Sơn. Tây Sơn liền sai tướng Vũ Văn Nhậm đem binh ra đánh Nguyễn Hữu Chỉnh. Quân Tây Sơn đuổi theo, Nguyễn Hữu Chỉnh đem vua chạy trốn đến vùng Vĩnh Lại. Tại đây, vua muốn chiêu mộ quân sĩ tại làng chống lại quân Tây Sơn. Sẵn trong tay vua có ấn tín, vua cho dân làng được phong tước từ Lưu Hục Me. Chỉ trong mấy ngày, các thành viên trong làng đều được phong thành quận công, đô đốc. Nhưng trớ trêu, quân Tây Sơn đem quân tràn đến. Dân làng Vĩnh Lại chống cự không nổi, nên bao nhiêu đô đốc, quận công không tài cán mà vua vừa ban, chết không biết bao nhiêu người mà kể. Sinh thời Cụ Trạng đã biên ra hai câu thơ tiên toán về điều này, đó là: chim bằng cất cánh về đâu, chết tại trên đầu hai chữ quận công. Nguyễn Hữu Chỉnh luôn cho rằng mình có chí như chim bằng, nhưng về sau, Nguyễn Hữu Chỉnh bị Vũ Văn Nhậm phanh thây, thế là chim bằng đã gãy cánh. Đúng theo lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là chết tại trên đầu hai chữ quận công. Hoặc tức khác được tiên tri trong thơ: Phụ Nguyên Chính Thống hẳn hoi, tiên dê lại mắc phải mồi đàn dê. Ứng với thơ trên là khi Nguyễn Ánh nhờ linh mục Công Giáo Bá Đa Lộc cầu viện nước Pháp đã làm cho người Pháp tràn vào Việt Nam. Và từ đó dần dần nhà Nguyễn cũng mất chủ quyền về tay người Pháp. Hoặc là bốn câu khác của Cụ Trạng như sau: để loài bạch quỷ nam xâm, làm cho trăm họ khổ trầm lưu ly, ngai vàng gặp buổi khuynh nguy, gia đình một ở ba đi dần dần. Hai câu đầu ám chỉ việc thôn tính của người Pháp ở Việt Nam, làm cho dân chúng muôn vàng khổ sở. Hai câu tiếp theo là nói vương quyền nghiêng ngã, gian nguy, dẫn đến việc trong bốn vị vua của nhà Nguyễn thời bấy giờ, chỉ còn một người được tại vị yên ổn, còn ba người kia bị mất ngôi, xa xứ và lưu đày. Đó là các vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. Chỉ còn lại một mình Khải Định ở lại làm vua kế nghiệp nhà Nguyễn. Giai thoại sát ngắn, gỗ dài. Tối 30 Tết, Nguyễn Bỉnh Khiêm đang ngồi đàm luận lý số với một người học trò ở xa đến, bỗng ngoài cửa có tiếng gọi. Ông xa gia nhân ra bảo người đó hãy chờ một chút. Trong khi đó, ông và người học trò ngồi bấm quẻ để xem thử người gõ cửa có chuyện gì. Cả hai thầy trò đều bấm vào quẻ thiết đoản mộc tràng, nghĩa là sắc ngắn gỗ dài. Người học trò nói: thưa thầy, sắc ngắn gỗ dài, theo ý con, người này vào đây chắc chỉ có mượn cái len đào đất, chứ ngoài ra không có cái gì nữa. Nguyễn Bỉnh Khiêm cười: tôi lại đoán anh ta vào mượn cái búa. Quả nhiên người gõ cửa vào mượn cái búa thật. Anh học trò hỏi lý do, thầy đoán đúng. Nguyễn Bỉnh Khiêm giải thích: như anh bấm quẻ cũng là giỏi nhưng mức đoán còn thấp. Anh nói sắc ngắn gỗ dài mà đoán vậy. Thử hỏi 30 Tết người ta đến đây mượn mai đào đất để làm gì? Tôi đoán người ta đến mượn cái búa để bổ củi nấu bánh chưng. Bấm quẻ đã trúng nhưng phán đoán phải có biến, linh hoạt mới tránh được sai lầm. Người học trò nghe xong rất khâm phục. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà nho. Sáng tác của ông phong phú, gồm cả chữ Hán và chữ Nôm. Thường ngày ông cùng với vài nhà sư, một số bạn bè dạo chơi các danh thắng, trong đó có núi Yên Tử. Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm còn gọi là sấm Trạng Trình, những lời tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm về các biến cố chính của dân tộc Việt. Trong khoảng 500 năm từ năm 1509 đến khoảng năm 2019, đây là những dự báo thiên tài, hợp lý, tùy thời, tự cường, hướng thiện và lạc quan theo lẽ tự nhiên, thuận thời thì an nhàn, trái thời thì vất vả. Nguyễn Bỉnh Khiêm có cả thảy 3 người vợ và 12 người con, trong đó có 7 người con trai. Cũng giống như cha, hầu hết các con trai của Nguyễn Bỉnh Khiêm đều theo phò tá nhà Mạc. Bởi vậy sau khi nhà Mạc bị thất thủ dưới tay nhà Lê và Trịnh, con cháu ông đều phải thay tên đổi họ, ly tán nơi xa.